Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ minh họa tham số biến đổi trong Java. Chạy NetBeans và tạo dự án. Kết vào File, chọn New Project, chọn Java Application và đặt tên dự án đó là Slate Demo 3. Và trong package thì bỏ chữ Demo 3. Trong này thì lưu ý đó là project name, group ID và package. Nhấn finish để tạo dự án. Trong dự án sẽ định nghĩa, sẽ thêm cái lớp Java class và đặt tên đó là main class. Nhấn enter để tạo lớp. Trong main class có thể chèn cái phương thức main và định nghĩa phương thức. Ở đây thì có thể sử dụng kỹ thuật static định nghĩa phương thức sum, và sum thì sẽ sum với cái tham số. Ở đây thì các tham số truyền vào thì chúng ta có thể là xem xét cái sum nó như thế, hay có thể cho cái tên này là nums. Và để mà tính tổng của các cái số được truyền vào thì đầu tiên đó là sẽ khai báo một cái biến s bằng 0 và gọi thực hiện cái vòng lặp for. Ở đây thì có thể là dùng vòng lặp for each để mà vượt qua các phần tử của cái nums và sẽ s cộng bằng item, s cộng bằng item, và cuối cùng sẽ return đó là H. Trong phương thức main sẽ đi gọi cái sum, thì có thể gọi theo cái dạng thức như thế này. Đây là sum, thì sum thì sẽ có là 3, và tương tự có thể gọi là sum 3, 5, 7, có thể gọi là 3, 2, 8, 1. Và như vậy là cái số lượng các cái tham số truyền vào là có thể thay đổi. Và ở đây nếu mà gọi 3 0 9 8 6 5, hoặc là chúng ta có thể là khai báo một cái mảng số nguyên. Đây là mảng số nguyên và xác định 1 2 5, 6, 7, 8, 9, 1. Và sẽ gọi thực hiện cái phương thức sum. Thì sẽ gọi thực hiện phương thức sum theo cái dạng thức đó là truyền vào nguyên giá trị của mảng luôn. Và đây là nội dung của cái phương thức main và phương thức sum. Phương thức sum dùng để tính tổng tất cả các cái giá trị của tham số được truyền vào. Và tham số ở đây là tham số biến đổi, có nghĩa là số lượng các tham số khi gọi thực hiện cái phương thức sum sẽ thay đổi. Và ví dụ như ở đây là có 1, ở đây là có 3, ở đây là 4, và ở đây thì đó là 6 giá trị được truyền vào cho phương thức sum. Và ở đây có thể là một mảng giá trị và khi gọi thực hiện phương thức sum như thế này. Kích phải chọn Run File để chạy chương trình. Và kết quả của việc gọi thực hiện các phương thức sum thì chúng ta sẽ thấy đó là sum 3 thì có nghĩa là bằng 3, và 15, 14, 31, vân vân. Thì đây là các cái giá trị được trả về khi mà gọi cái phương thức sum với số lượng các cái đối số truyền vào là khác nhau. Ở trong lớp main class thì có thể thêm một cái phương thức để cho phép nối
giá trị của nhiều chuỗi lại thành một chuỗi. Ở đây thì có thể định nghĩa đó là public static string và concat, tức là nấu chuỗi thì chuỗi truyền vào. Đây là sử dụng cái tham số biến đổi và có cái argument. Trước hết là sẽ khai báo một cái chuỗi tổng và gắn cái chuỗi rỗng, tổng này là bằng rỗng. Và sau đó thì gọi thực hiện cái câu lệnh for each. Và ở đây thì diệt qua cả các phần tử của cái mảng truyền vào. Sau đó sẽ cộng bằng item như thế này và trả về cái chuỗi tổng. Và sau khi đã cộng dồn tất cả các nội dung của các chuỗi lại, và ở đây thì có thể cho thêm một cái khoảng trắng vào và khi thực hiện cộng các cái giá trị của các chuỗi. Trong phương thức main thì sẽ đi in cái nội dung và đi gọi thực hiện cái concat. Đầu tiên là sẽ gọi lần thứ nhất với cái hàm đó là concat và truyền vào, ví dụ như hello chuỗi đầu tiên, thứ hai đó là wow là chuỗi thứ hai, và đây là how là chuỗi thứ ba. Và tương tự như thế có thể gọi thực hiện cái phương thức là concat ở nhiều cái dạng khác nhau. Ví dụ như đây là chúng ta có một tham số và ở đây thì có hai tham số và ở đây thì có thể là có bốn tham số và truyền vào. Kết phải chọn run để chạy chương trình. Thì cái chuỗi tổng sẽ gộp nội dung của các cái chuỗi được truyền vào cho cái phương thức concat. Ở đây là có 3 hello, hello world và hello world how are như thế này. Đây là toàn bộ nội dung của lớp main. Trong lớp main class sẽ định nghĩa phương thức sum dùng để tính tổng ở các cái tham số truyền vào, đây là các tham số biến đổi. Phương thức concat dùng để tính, tức là cộng dồn hay là nối các cái chuỗi được truyền vào. Thì cái này là ra được cái chuỗi tổng, đó là bằng cách là ghép tất cả các chuỗi con lại với nhau. Và khi gọi thì concat thì chúng ta có thể là gọi theo nhiều cái dạng thức, là có 3 cái tham số truyền vào, hay là có một tham số, hay là có hai tham số, hoặc là có bốn tham số, vân vân. Thì có thể gọi theo nhiều cái dạng thức khác nhau. Thì lúc đó thì cho ra được kết quả, thì cái phần này thì cho ra được cái dòng đầu tiên, cái này thì cho ra được cái hello, cái này thì cho ra được là hello world, và cái này thì cho ra được là hello world how are you today, how are you, hello world how are. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.